11 tháng 5 năm 2019, chúng tôi đang có mặt tại nhà giàn DK1, quần đảo Trường Sa. Tại vùng biển phía nam của Tổ quốc này thì chúng ta có 19 giàn DK1 trông tương tự như thế này. Đây là những nhà giàn được xây dựng trên những vùng biển khá nông, không có đất, không có đá nhô lên khỏi mặt biển. Các chiến sĩ của chúng ta đã sinh sống và làm việc ở trên những nhà giàn này để bảo vệ chủ quyền lãnh hải phía nam của Tổ quốc, và có nhiều đồng chí đã hy sinh. Cách đây ít phút, chúng tôi vừa làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trên vùng biển này. Xin gửi lòng tri ân đến sự hy sinh của các anh để giữ vững những vùng lãnh hải thân yêu của Tổ quốc. Xa xa có một giàn DK1 ngày 11 tháng 5 năm 2019 vào hồi 6 giờ sáng.